Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là chương trình review những tình tiết mới nhất của chúng tôi về bộ phim Lối nhỏ vào đời. Dũng bị người yêu của Thảo vả cho rơi răng. Sau khi nghi ngờ Thảo có nhân tình ở bên ngoài, khi nhìn thấy đầu lọc thuốc lá trong nhà vệ sinh của Thảo, cộng với những lời nói của Hoài kể về Thảo khi cô chứng kiến Thảo thân mật với một người đàn ông khác, Dũng càng chắc chắn nghi ngờ của mình là có căn cứ. Để có được bằng chứng chính xác buộc tội Thảo phản bội ông Hoàng, Dũng quyết định lên kế hoạch theo dõi Thảo. Khi biết được người đàn ông kia là ai, Dũng điều tra để xem cuối cùng mối quan hệ của họ tiến xa tới đâu. Không may bị tên người yêu của Thảo phát hiện. Đó là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Người ta nói đàn bà một khi đã ghen thì chỉ có long trời lở đất. Đằng này, bên cạnh ông Hoàng, ngoài cô nhân tình trẻ tuổi, đội mác gái ngoan, làm gì có ai để ghen tuông. Nhưng không, ông còn có cậu con trai đã lớn là Dũng. Cậu tuy chỉ mới 18 tuổi, nhưng đủ lớn để biết sự phản bội trong tình yêu là tối kỵ. Dũng không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ nào cắm sừng bố mình. Ngay cả Thảo, sau khi manh nha phát hiện ra con người ghê gớm, lươn lẹo, thậm chí giả chân của cô, Dũng không chần chừ lên kế hoạch vạch mặt Thảo. Tuy nhiên, Dũng không thể làm mọi việc một mình, cậu cần có đồng minh. Trong khi bác Thành, người chuyên chở Dũng mọi nẻo đường, lại vừa mới phẫu thuật cắt ruột thừa, sức khỏe còn yếu. Đám em út chơi thân ở trường, toàn là một đám con nít chưa hiểu đời, nên ở cạnh Dũng lúc này chỉ có mỗi Hoài. Cô nói, muốn bố cậu tin những lời nói đó là thật, buộc phải có bằng chứng. Chứng minh được việc cô ta cắn sừng bố cậu. Dũng bình thường không giỏi mấy việc hại người hay để ý người khác. Nhưng một khi đụng đến hạnh phúc của bố cậu, Dũng sẵn sàng giơ nanh, nghe móng vuốt để bảo vệ người thân duy nhất của mình. Cậu bàn với Hoài rằng, chị có thể giúp tôi được không? Theo dõi cô Thảo kia. Chứ mình tôi e rằng không đối phó được với loại người danh ma như cô ta. Hoài vốn dĩ không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, càng không muốn dính líu tới mấy chuyện yêu đương cắm sừng như vậy. Nhưng với Dũng lại khác, cô xem cậu như em trai, quý mến Dũng. Việc của Dũng cũng là việc của mình. Thấy cậu có vẻ lao tâm khổ tứ vì chuyện của ông Hoàng, Hoài đồng ý. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu, chứ nhìn cậu là biết sao cậu có thể là đối thủ của cô ta. Hoài và Dũng cùng nhau lên kế hoạch theo dõi Thảo để lấy chứng cứ. Trước đó, sau khi đưa ra nhận định về bộ mặt thật của Thảo, Dũng băn khoăn không biết mở lời với bố như thế nào. Vừa muốn vạch trần con người gian xảo của cô ta, vừa muốn không làm bố bị tổn thương, vì Dũng biết vết thương do mẹ cậu gây ra vẫn còn nguyên vẹn, chưa bao giờ lành khỏi. Việc phải chịu đựng một cô vợ lăng loàn, ngoại tình ngay sau lưng của chồng, ngay cả khi đã có với nhau một mặt con trai, đã khiến ông Hoàng đủ đau đớn dằn vặt chính mình. Ông trách bản thân sao quá thờ ơ, không quan tâm gia đình, chỉ biết chú tâm công việc, để bây giờ muốn cứu vãn cũng đã quá muộn. Dũng từ lúc tâm lý bố thoải mái nhất, lựa lời để nói với ông Hoàng. Bố này, nếu có ngày bố phát hiện ra cô Thảo không như những suy nghĩ của bố, thì bố sẽ như thế nào? Ông Hoàng nhíu mày thắc mắc. Sao con lại hỏi bố như vậy? Có chuyện gì con biết mà bố không biết hả? Ông Hoàng chưa bao giờ thấy Dũng hỏi mình một câu sâu sắc như vậy. Cậu có thể không ưa cô Thảo, có thể ác cảm với cô, nhưng chuyện người lớn Dũng không muốn xen vào. Có khó chịu thể hiện ra mặt lúc đó rồi thôi. Ông Hoàng nghĩ mối quan hệ của ông và Thảo lại khiến con trai bận tâm tới vậy. Trong khi đó, Dũng vẫn muốn cho bố biết sự thật. Con nói chuyện này bố phải giữ bình tĩnh. Ông Hoàng trả lời, bố biết rồi, con nói đi. Dũng kể hết mọi chuyện cho bố nghe. Từ việc Hoài thấy Thảo đi với đám bạn ở trong bar, và con nhìn thấy Thảo đi với một người đàn ông khác ôm ấp hôn hít. Và cho đến việc Dũng nhìn thấy đầu lọc thuốc lá trong nhà vệ sinh của cô Thảo. Chuyện là như vậy đấy ạ, bây giờ bố tính sao? Dũng tôi nghĩ bố sẽ tin lời của mình. Thì mối quan hệ của hai bố con đã được cải thiện. Không còn như trước, nhưng bố vẫn mù muội không tin. Cái câu hỏi đấy bố đã nói con bao nhiêu lần,
đừng chơi với hạng người đó, chẳng có gì tốt đẹp đâu. Lời của cô ta mà con cũng tin được. Cô Thảo như thế nào, chả nhẽ bố ở gần bao lâu nay còn không nhận ra. Bố có phải con nít nữa đâu mà dễ dàng bị sụp như vậy. Chuyện này coi như bố chưa nghe thấy gì, con đừng nhắc lại nữa. Bố tin cô Thảo là người đàng hoàng. Dũng cũng đã lường trước được bố sẽ không tin, nên cũng không quá thất vọng khi bố nói những lời như vậy. Thực ra, ông Hoàng cũng có lý lẽ riêng của mình. Có ai đẻ ra mà lại không muốn tin tưởng người khác. Chẳng qua ở Dũng cứ liên tục gây cho bố những hiểu lầm không đáng có, cộng thêm pha châm chọc bơm đều của Thảo xoáy sâu vào sự việc theo hướng tiêu cực, khiến ông Hoàng luôn dè chừng mỗi khi Dũng làm gì đó phật lòng ông. Thay vì hỏi rõ ngọn ngành và tin Dũng, ông Hoàng lại nổi nóng cho rằng suốt ngày lý do to hơn mục đích để bao biện cho những hành động sai trái của mình. Hay đến việc đưa bác Thành đi bệnh viện cấp cứu cũng gây ra tranh cãi lớn giữa hai bố con. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, Dũng được bố chu cấp đầy đủ vật chất tốt. Cậu không hiểu được cuộc sống của những người bần tiện sẽ như thế nào. Tuy nhiên, Dũng cũng không phải đứa trẻ tiêu tiền như nước, nên việc đưa bác Thành tới bệnh viện quốc tế 5 sao khi thấy bác kêu đau bụng muốn đi bệnh viện là điều dễ hiểu. Bác Thành có con trai và con dâu, nhưng thà rằng không có còn hơn. Con cái chỉ chăm chăm nhăm nhe vào tài sản của bố, xúi ông Thành bán nhà để lo tiền chạy chữa bệnh hiếm muộn cho Phong, trong khi những đứa con của ông Thành phải xếp vào dạng bất hiếu. Hay đến mâm cỗ của mẹ mỗi năm chỉ có một lần cũng tị nạnh cho bố. Hay những lần sang nhà ông Thành vơ vét hết đồ ăn ở trong tủ lạnh, biếu cho bố được tí đồ lại hết hạn sử dụng. Vì thế khi bị đau bụng, ông Thành chỉ biết gọi cho khách hàng thân thiết của mình, đó là Dũng, và ông cũng coi Dũng như cháu. Ông còn dặn Dũng đừng nói gì, vì ông biết con có biết cũng như không, chẳng lo được gì cho bố, lại làm ông thêm mệt hơn. Dũng vì chuyện viện phí của ông Thành mà đã phạm phải sai lầm. Bệnh viện yêu cầu đóng viện phí ngay để mổ gấp, số tiền quá lớn so với một cậu học sinh. Dũng gom hết tiền tiết kiệm vẫn không đủ, gọi cho bố thì tắt máy không nghe. Cậu qua phòng bố thấy phong bì tiền sẵn ở đó, liền lấy trước 20 triệu để đóng viện phí cho bác Thành. Khi ông Hoàng phát hiện ra tiền bị thiếu hụt, Thảo mượn gió bẻ măng, nói xa nói gần đổ cho Dũng lấy, còn cố tình nhấn mạnh rằng có thể bị người ta xúi giục. Ngoài mặt thì tỏ ra bênh vực, dặn ông Hoàng hãy bình tĩnh nói chuyện với con, nhưng bên trong ngấm ngầm đổ thêm dầu vào lửa, khiến ông Hoàng nổi điên, không tin những lời mà Dũng nói. Vì thế, việc Dũng vạch trần bộ mặt thật của Thảo, làm sao ông Hoàng có thể tin? Dũng và Hoài bắt tay vào thu thập bằng chứng, bám theo Thảo nhiều ngày, mất kiên nhẫn vì không có kết quả. Đang lúc buông xuôi tưởng như thất bại, gã đàn ông kia lại xuất hiện. Hôm đó Hoài có việc bận, nên chỉ có Dũng làm nhiệm vụ một mình. Cậu bám sát tên đàn ông kia xem rốt cuộc là ai, làm nghề gì. Ít ra cũng phải biết sơ qua lý lịch của đối tượng thì mới điều tra tiếp được. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đây thắng chưa thấy đâu, lại thấy tai họa ập tới. Khi gã kia phát hiện Dũng theo dõi, anh ta nghĩ Dũng có ý đồ xấu với mình, nên anh ta ra tay tát Dũng không ngần ngại. Liệu rằng Dũng có tiếp tục bám theo vụ này đến cùng để làm sáng tỏ mọi việc hay không? Đây có phải là hành động đánh rắn động cỏ, khiến Thảo đánh hơi thấy mùi nguy hiểm mà đề phòng hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!